chúng ta sẽ tiếp tục với phần tiếp theo. Thì trong hôm trước thì mình đề cập chúng ta liên quan tới việc là chúng ta sẽ triển khai cái các cái tính năng và các việc là chúng ta sẽ thực hiện ba phương pháp, trong việc là chúng ta sẽ nâng cấp từ hệ hành router OS version 6 lên phiên bản là router OS version 7. Và hôm nay bạn là chúng ta sẽ tiếp tục với những series tiếp theo, là mình sẽ đề cập liên quan tới việc là chúng ta sẽ có một số sự thay đổi trong hệ hành router OS version 7, và chúng ta sẽ thực hiện công việc là đi chúng ta sẽ thực hiện việc chúng ta sẽ cấu hình và áp dụng theo những cái cấu hình hiện tại thực hiện trên phiên bản router OS version 7. Rồi, bây giờ là mình sẽ mời bạn mình cùng theo dõi sau bạn. Vậy thì cái phần hôm nay bạn là mình sẽ đề cập thêm một tí xíu cơ bản về việc là chúng ta sẽ sử dụng các chính sách định tuyến, hay mình hay gọi là sử dụng về cái bản đồ định tuyến trên cái hệ điều hành router OS version 7, và sẽ có một số cái sự thay đổi. Và chính xác bạn nội dung trong ngày hôm nay bạn là mình sẽ đề cập chúng ta liên quan tới việc ở đây là chúng ta sẽ sử dụng về cái bản định tuyến, tức là ở đây mình sẽ đề cập cái bản định tuyến. Hôm nay là mình sẽ đề cập chúng ta liên quan tới bản định tuyến trên router OS version 7 bạn, đặt trên router OS version 7 đó, như vậy. Vậy thì đối với những cái lớp học mà các cái chuyên gia của MVN đào tạo về hệ điều hành router OS version 7, thực tế bạn khi mà chúng ta học chuyên sâu vào, nó sẽ có nhiều cái sự cải tiến, mà thực sự sự cải tiến là đáng kể để thay đổi về vấn đề hiệu suất. Nó thay đổi về vấn đề hiệu suất bao gồm việc là ở đây là nó cho phép chúng ta sử dụng đa nhân tốt hơn nhiều, tức là đa nhân cùng xử lý một số cái yêu cầu, tức là như này bạn. Thực tế mà nói bạn, bây giờ buổi hôm nay bạn là mình chỉ đề cập chúng ta một cách sơ, tức một cách đơn giản việc là chúng ta sẽ hiện thực khó về cái bản định tuyến trên hệ hành router OS version 6, và nó sẽ khác biệt xíu so với trên version 7, và sẽ có một sự khác biệt so với cái phiên bản router OS version 6. Và thực tế đây bạn, nếu mà ai đó từng chuyển đổi sang hệ hành router OS version 7 và chúng ta học kỹ sâu hơn về bên trong, thì chúng ta sẽ thấy sẽ có một số sự cải tiến rất đáng, mà đặc biệt là cải tiến liên quan tới về vấn đề hiệu suất bạn. Tuy nhiên vì lúc này nó mới sinh ra chúng ta hiệu suất, cho nên sẽ có một số trường hợp bạn là sẽ có một số bộ định tuyến yếu, nó có thể nó sẽ chiếm cái hiệu suất xử lý cao hơn nhiều so với việc là chúng ta sử dụng hệ hành router OS version 6. Và khuyến nghị ở đây là những bộ định tuyến nào mà có bộ nhớ RAM dưới 64 MB là chúng ta không nên thực hiện nâng cấp lên phiên bản router OS version 7. Rồi, vậy thì hôm nay bạn là mình đề cập chúng ta liên quan tới việc là chúng ta sẽ sử dụng bản định tuyến. Thì thông thường hầu như cái bản định tuyến trên phiên bản hệ hành router OS version 6 và phiên bản định tuyến trên hệ hành router OS version 7 nó tương đồng giống nhau, tuy nhiên nó sẽ chỉ có một số sự khác biệt ở trong cái vị trí lắp đặt cái bảng menu, tức là cái vị trí menu ở trên cái phiên bản router OS version 6 bạn, thực tế ở đây là nó sẽ được chia ra tức từ phiên bản router OS version 7, thì cái bản định tuyến sẽ được chia ra thành 3 phần đây bạn. Thì bản định tuyến trên hệ hành router OS version 7 sẽ được chia thành 3 phần. Đầu tiên bạn, mình sẽ phải quay lại về vấn đề liên quan tới việc là mình đề cập phiên bản router OS version 6 đây. Trên cái bản định tuyến router OS V6 bạn, thì gần như các cái mục nó sẽ nằm trong cái menu, đây là menu IP Route. Đây, đó là menu trước tuyến đường, thì tất cả các cái mục bao gồm cái mục Rules, đây bạn, quy tắc này bạn, các quy tắc định tuyến này, sau đó kể cả luôn cái mục là Routing luôn bạn, thì gần như bạn nó sẽ nằm chung hết luôn. Tức là ở đây mình đang đề cập tới cái bản định tuyến mà, cái bản định tuyến nha, thì nó sẽ được nằm chung hết, và trên đây nó sẽ đưa ra một số các cái quy tắc, một số cái quy tắc bên trên. Vậy thì lúc này bây giờ bạn, đối với phiên bản router OS version 7 đây, vậy thì bây giờ bạn đối với phiên bản router OS version 7 đi, thì hai anh này sẽ được tách biệt, đây bạn, hai này sẽ được tách biệt ra, anh này sẽ được tách biệt ra lên trên phiên bản router OS version 7. Vậy sự tách biệt này sẽ giảm tải cho cái bản RAW chúng ta rất nhiều. Đây, V7. Vậy thì lúc này nó sinh ra chúng ta một trường hợp là khi mà chúng ta gộp hết những cái anh này, tức là chúng ta gộp hết những anh này đưa vào trong chung một cái này, anh sẽ tạo ra cho chúng ta một cái bản định tuyến rất là bự. Thế lúc này đối với phiên bản OS version 7 bạn, thì lúc này anh sẽ thực hiện cái công việc là anh tách ra, tách cái quy tắc rule này thành một menu riêng, anh này này và anh này luôn, thành một menu riêng, chính xác là đây là bằng routing, menu routing rồi tới rule tách biệt luôn. Đây, sự tách biệt này nó có ý nghĩa rất lớn bạn, và routing và table đó, các bản định tuyến. Và các bản định tuyến này cho phép chúng ta, một là chúng ta sẽ tham chiếu tới anh SIP, đây
tức là forwarding FIB, forwarding information bay. FIB thì chúng ta sẽ có là, làm chúng ta nhớ này, FIB thì chúng ta sẽ có tiếp tục nữa là anh RIB, tức là forward information bay và routing, routing information bay. Đó, như vậy. Vậy thì lúc này bây giờ bạn, tại sao tách việc tách biệt này nó sẽ giảm thiểu cho cái độ phức tạp của cái bản này, khi mà một tuyến đường nào đó hoặc là một yêu cầu của tin nào đó nó cần xử lý sẽ gửi trực tiếp, thay vì đó lúc nãy anh sẽ tách biệt làm tối, tức là làm đơn giản hóa cái bản lại, đồng thời tách biệt để giúp cho cái quá trình xử lý đơn giản hơn. Nói chung bạn, tức như này bạn, tức là trên cái phiên bản router OS version 7 bạn, thì cái bản định tuyến nó sẽ được nằm trong cái menu là routing và table. Nó sẽ được, tức là chúng ta sẽ phải thực hiện việc là chúng ta sẽ thêm bản định tuyến nó vào trong cái menu là routing table trước khi mà chúng ta sẽ thực hiện tham chiếu nó bất kỳ cái điều gì trong cái hoàn cảnh của chúng ta. Vậy thì nhìn chung bằng tất cả là chỉ có sự giống nhau hết, ngoại trừ cái vị trí đặt menu thôi. Vậy tức là xét cái vị trí này bạn, vị trí đặt menu của các anh này chỉ là sự khác biệt chứ còn lại giống nhau hết. Tuy nhiên ở đây trong cái quy tắc định tuyến nó sẽ có một số cái phần nó hơi khác một xíu bạn, nó sẽ có một phần hơi khác xíu, thì tí nữa mình sẽ cố gắng mình sẽ đề cập cho bạn để bạn sẽ cố gắng bạn xem thôi nó sự khác biệt gì. Và hôm nay bạn là mình sẽ muốn chúng ta thấy sự đơn giản nhất để sau này khi mà chúng ta hiểu thấu được các quy tắc hoặc là các chính sách định tuyến từ phiên bản OS và sau lên version 7 cho nó dễ dàng đó. Vậy thì ở đây mình tóm lại bạn, thì đối với cái quy tắc định tuyến, cái bản định tuyến trên hệ hoàn router OS version 7 nó sẽ chỉ khác nhau về cái vị trí đặt thôi. Còn thực tế mà nói bạn, cái việc mà sau này mà chúng ta sử dụng vào những cái mục đích nào hoặc là chúng ta tham chiếu những bản định tuyến nào tùy vào yếu tố thực tế chúng ta nữa, không nhất thiết là chúng ta phải khởi tạo giống với hệ hoàn router OS version 6 đó, chúng ta lưu ý. Rồi vậy thì bây giờ bạn, giả sử bây giờ bạn, mình nói là bây giờ đúng không, bây giờ mình sẽ hướng dẫn ta thử khởi tạo một cái quy tắc định tuyến nào đó để xem cách chúng ta sẽ khởi tạo nó sẽ trông như nào và cái việc khởi tạo của chúng ta nó sẽ có dễ không. Bây giờ bạn, là mình sẽ hướng dẫn bằng cách chúng ta sẽ đi, chúng ta có thể chúng ta sẽ hiện thực hóa như sau bạn. Đây, ví dụ bây giờ mình sẽ hướng dẫn bằng cách chúng ta sẽ đi, chúng ta sẽ hiện thực hóa một số cái thông tin như sau. Đầu tiên, giả sử bây giờ em có hai liên kết internet. Đầu tiên bạn nhìn này, đầu tiên bạn là mình sẽ khởi tạo, đầu tiên bạn là các bạn sẽ khởi tạo cho mình, đầu tiên các bạn sẽ khởi tạo cho mình hai tuyến đường internet, bạn vào cho mình menu PB này, vào đây, vào mục là PB weaklings, đây mình sẽ tạo ra, các bạn bảo vào cho mình đây, bạn PB weaklings, mình xem nha, PB weaklings. Rồi ở đây bây giờ bạn, mình sẽ quay số, xưa mình có hai account, bạn account này, rồi distance là mình sử dụng cái distance luôn. Rồi đường số 1. Sau mình tạo tiếp một tuyến đường nữa bạn, mình đặt đây. Mình tạo đây bạn, tạo đây. Đây. Rồi đường này đường số 2 bạn, quay số cộng số 2 này mình có account ví dụ như là ABC và chỉ số là chỉ số 2 để đóng vai trò đường dự phòng. Trong trường hợp nếu như mà chúng ta kích hoạt cả hai đường mà cái giá trị distance giống nhau thì sẽ sinh ra chúng ta là cái quy tắc, tức là các tuyến đường này có cái khoảng cách giống nhau, distance giống nhau, tự động ACP sẽ bật lên, tức là một tính năng công tải giữa các tuyến đường với nhau, tức là lưu lượng chúng ta sẽ ra internet thông qua hai tuyến đường, ta lưu ý nha. Rồi sau đó là mình sẽ đi, mình nát hai đường này, chúng ta đặt mấy chủ DNS các bạn, mình sẽ hiện thoa cho bạn xem này. Đây là một quy tắc cấu hình rất đơn giản, nó cấu hình giống như là các bạn cấu hình bình thường thôi chứ cũng không có gì khác cả. Sau đó bạn vào cho mình menu IP này, firewall này, bạn vào cho mình một NAT này, chúng ta sẽ NAT cả hai đường luôn. Đây rồi mình chọn đây action, mình chọn cho mình là mask QD này. Rồi xong, tương tự bạn vào đây bạn chọn BBUE 2 này, action này. Rồi xong, hai tuyến đường xong. Sau khi hiện tại bây giờ chúng ta đã NAT xong, bây giờ chúng ta tạo mình một bảng len, ví dụ đây. Đây, giả sử bây giờ em tạo một cái brick, mình sử dụng cổng 9 cổng 10 đi bạn, cổng 9 cổng 10 nha. Bạn vào đây bạn chọn mình là cổng 9 nè, rồi nè, cổng số 10 nè, mình copy đi, cổng số 10 nè, đó, xong. Sau đó chúng ta đi, chúng ta đặt cho mình IP, đặt cho mình IP, bạn vào đây. Giả sử mình đặt là 192.168.10.1.24, đặt cho mình vào trong cái brick lane. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi, chúng ta chạy dịch vụ cấp phát IP tự động bạn, đây bạn. Rồi vào đây. Rồi xong. Sau đó là bây giờ chúng ta rút sợi mạng đây, mình gắn lại bạn. Rồi để chúng ta sẽ kiểm tra tài liệu với máy tính mình nó có ra được mạng không bạn. Rồi đầu tiên,
Đây đây là việc mà vừa rồi mình đang cấu hình một cách cơ bản để chúng ta cho cái máy tính ta có internet và cấu hình một đường chính và một đường dự phòng dựa trên chỉ số distance là 1, 2. Rồi xong, hiện tại máy tính mình đã ra được mạng bình thường. Bây giờ mình định tuyến mình xem nè. Đầu tiên, trước tiên bạn là chúng ta sẽ có mấy tuyến đường được internet. Ở đây chúng ta có hai tuyến đường. Một tuyến đường là BBUE A1 và một tuyến đường sẽ là BBUE A2. Và hai tuyến đường này sẽ có hai cái gateway. Đây bạn coi này, đây. Đây là hai tuyến đường hiện tại mình đang có. Hai tuyến đường này có hai quay. Đây, đây là hai cái gateway bạn đây. Tất cả hai quay này nó đều giống nhau, tức là cả hai tuyến đường này của mình hiện tại đang khởi tạo nên bộ tuyến mình có cùng gateway đi ra bên ngoài. Tuy nhiên, cái chỉ số distance của mỗi tuyến đường sẽ là khác nhau. Đầu tiên, tuyến đường mà có tên mã là BBUE A1 có chỉ số distance là 1. Tuyến đường có cái tên mã là BBUE A2 có chỉ số distance 2. Vậy, xét về mặt tham chiếu, nếu như mà chúng ta nhìn trong bản đồ tuyến này thì cái đường nào bạn mà nó màu xanh bạn? Cái nó ghi màu xanh bạn là đường dự phòng, mà đường nào có ghi màu đen đen tức là đường ST. Vậy bạn thấy có cờ DAV tức là trái nó mịt ST. Thực tế VPN thuộc tính là sau này mình sẽ đề cập bằng sau. Tương tự vậy, ở đây nếu trường hợp mà hai tuyến đường bằng giống nhau thì lúc này sẽ hiển thị chữ E và có thêm chữ Y nữa. Ví dụ, giả sử trong trường hợp này, ví dụ bây giờ bạn đưa vào và đưa tradition 1 đi. Distance 1 này, tức là hai tuyến đường này của chúng ta nó có cái chỉ số distance giống nhau, từ khoảng cách giống nhau, tức là lúc này bây giờ nó active, tức là sẽ kích hoạt cho bạn cái giao thức ECB. Và lúc này nếu mà trong trường hợp bạn sử dụng hai tuyến đường cùng đoạn, tức là lưu lượng bạn sẽ chuyển thẳng ra, và lúc này tuân thủ theo cái quy tắc công bằng tải ECB. Đó, chúng ta lưu ý. Vậy thì bây giờ thử, nếu trong trường hợp mà các bạn thử đi, các bạn thử thì bạn sẽ thấy là lưu lượng nó sẽ đổ ra hai đường chạy bình thường. Còn đối với trên cái hệ điều hành router FS6 thì chúng ta thay đổi giống nhau này, nhưng mà chỉ một đường chạy thôi. Đường nào mà ST trước được xem là đường chạy trước, còn đường nào mà có chỉ số distance giống nhau với đường trước nhưng mà ST sau thì sẽ là dự phòng. Đó, các bạn lưu ý. Vậy thì ví dụ bây giờ đối với trường hợp này thì chúng ta thử, ví dụ chúng ta thử một cái đi, thử một cái phép đo thì lúc này lưu lượng bạn sẽ đổ qua hai đường. Đây bạn sẽ theo dõi để mình cho bạn theo dõi này, đây. Và lưu lượng bạn sẽ đổ ra hai đường. Đó, hai đường này chạy bình thường. Hai đường này chạy bình thường này. Rồi đây, đây cái tuyến đường mà chạy bình thường. Đó, các bạn thấy chưa? Vậy thì hai tuyến đường này bạn chạy hoàn toàn cái bình thường. Hoàn toàn bình thường. Đó. Chúng ta lưu ý để sau này khi mà chúng ta triển khai chúng ta có hình cho dễ. Rồi. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh lại về tuyến đường của mình là 1, 2 bạn. Điều chỉnh lại. Tuyến đường mình sẽ điều chỉnh lại về giá trị 2 đi. Rồi. Xong. Và giả sử bây giờ bạn mình nói là em muốn định tuyến một cái điều gì đó. Ví dụ em nói em muốn định tuyến, tức là em định tuyến đâu? Em định tuyến những cái gói tin, hoặc là em định tuyến cái địa chỉ IP nào đó tới IP đó ra bên ngoài internet đây. Mình định tuyến ra internet đây. Thì em nói là em muốn định tuyến một cái địa chỉ đích đó thì sao? Đầu tiên bạn, thông thường bạn là các bạn sẽ thực hiện định tuyến theo hai cái cơ hội. Một là dựa trên quy tắc định tuyến, hai là chúng ta sẽ dựa trên chính sách định tuyến. Vậy thì giả sử bây giờ bạn mình đưa ra một cái ví dụ bây giờ là chúng ta muốn định tuyến. Định tuyến thì có rất nhiều cách định tuyến ở trên cái thiết bị của Mitic với rất nhiều các thuộc tính. Ví dụ một cái ví dụ đơn giản, giả sử bây giờ em nói nè, em muốn định tuyến một cái địa chỉ IP đó, ví dụ em nói là em muốn truy cập tới cái website nào đó thì sẽ đi qua cái đường link nào đó, hoặc là chúng ta muốn định tuyến một cái danh sách IP hoặc là một nhóm cái IP thì chúng ta sẽ thực hiện một cái quy tắc định tuyến hoặc là dựa trên chính sách định tuyến. Vậy quy tắc định tuyến thực tế là bạn sẽ dựa trong cái menu rules. Hồi xưa chúng ta sử dụng router FS6 nó sẽ có menu là IP route, sau đó có thể rules, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng chính sách định tuyến, chính xác là mango. Vậy định tuyến trên hệ điều hành router version router FMITIC nó sẽ có hai mục. Một là sử dụng rules, hai là chúng ta sẽ sử dụng chính sách mango định tuyến. Mango thì nó sẽ có rất nhiều các lợi, cho phép chúng ta sẽ điều chỉnh khá nhiều thuộc tính, trong đó rules thì hơi ít. Vậy thì lúc này bây giờ mình nói tùy vào điều kiện chúng ta muốn thực hiện, chúng ta thực hiện cái nào cũng được hết. Và giả sử bây giờ em nói nè, em muốn định tuyến đâu, giả sử em nói là em muốn định tuyến những anh nào tới Google đi, em nói là định tuyến tới Google thì em sẽ cho nó qua đường Wi-Fi thì sao? Đầu tiên bạn sẽ tạo cho mình một cái bản đồ, bản định tuyến vào trong menu IP routes để tạo.
Vậy đầu tiên bây giờ là chúng ta đi, chúng ta khởi tạo mình bảng định tuyến vào cho mình menu routing, mục là table. Xong ta tạo mình một cái bảng định tuyến mới. Bảng định tuyến này mình nói là em có hai đường, đường chính và đường dự phòng. Và em muốn cái địa chỉ truy cập tại Google là anh phải đi qua đường dự phòng, thì lúc này bạn tạo mình một cái bảng định tuyến. Mình ví dụ như mình ghi là đi qua BBBOE AO2. Hỏi xong tham chiếu bắt buộc bạn phải chọn vào việc tham chiếu FMP. Thực tế cái FMP nó giống như là khi mà chúng ta khởi tạo bạn, thì cái bảng định tuyến này nó phải được phép thêm vào ở trong cái bảng route trước khi mà chúng ta thực hiện, chúng ta tham chiếu. Tức là cái bảng định tuyến mà chúng ta tạo ra là cái bảng là đi qua BBBOE này, nó phải thực hiện tham chiếu trực tiếp tới bảng định tuyến để nó cho phép chúng ta, nếu mà sau này chúng ta đi cấu hình cái gì đó, tức là nó phải được tham chiếu trước khi chúng ta đi cấu hình bất kỳ điều gì trên những tuyến đường mà đụng tới bảng định tuyến này đó, chúng ta lưu ý. Rồi xong, sau khi chúng ta có xong được cái bảng định tuyến này rồi, bây giờ chúng ta đi, chúng ta hiểu khó. Đầu tiên vào menu IP route, đây là hai tuyến đường em đang có này. Một là một cách là bằng copy tuyến đường này rồi bằng hiện khó đây này, copy xong hiện khó. Hai là tạo mới, thôi mình tạo mới cho dễ đấy. Mình nói sao tất cả lưu lượng tới anh Google đúng không, thì sao, thì quăng thẳng cho tôi tới căn đường qua xoay. Ở đây mình sẽ chọn gateway là địa chỉ đích, bạn vào menu BB này, mình sẽ chọn liên quan tới gateway của anh. Đây mình sẽ quăng thẳng vào cái gateway đường qua xoay luôn. Và sau đó bạn gác cho mình vào bản định tuyến này, xác cho mình cái này cũng được, hay xác cái này mặc định, thì khi mà chúng ta khởi tạo thì mặc định chỉ số distance bằng 1, nó sẽ ngang với tuyến đường chính. Đấy, apply xong. Đây là chúng ta vừa tạo là tạo bản định tuyến trong cái menu routing table và tạo một sau đó tạo cái tuyến đường trong bản định tuyến luôn. Sau đó chúng ta vào menu routing và cái menu rules đặt ra quy tắc. Mình nói sao, em nói tất cả cái lượng mà đi tới Google luôn. Đây thì chúng ta làm gì, chúng ta sẽ chuyển sử dụng trong bảng định tuyến này cho mình, tức là tuyến đường yêu cầu chúng ta là đi tới Google thì sẽ được tham chiếu trực tiếp tới cái bảng định tuyến đó, thì bảng định tuyến đó nó có một quy tắc, vậy nó áp dụng quy tắc để chạy. Xong, apply xong đúng không, xong rồi. Vậy bây giờ một số bạn nói đâu anh thử em xem, thì lúc này bây giờ mình mở bảng mình một cái cửa sổ terminal lên, bật lên bảng đây em mà. Rồi xong. Vậy lúc này bạn nhìn cho mình vào cái đường qua xoay chạy, bạn thấy đường qua xoay chạy không? Đây, bạn để ý kỹ mà đường qua xoay, đường qua xoay, hai gói đều. Đã bạn để ý cho mình đường qua xoay. Đấy là một cách định tuyến. Ngoài ra nó còn có một cách định tuyến là định tuyến dựa trên chính sách, tức là sử dụng Mango. Mango cho phép chúng ta sẽ định tuyến rất nhiều thứ bên trong, và việc định tuyến này nó sử dụng được nhiều thuộc tính, cho nên lúc này chúng ta sẽ áp dụng vào trong nhiều thuộc tính hơn. Đây là một cách đơn giản để giúp chúng ta dễ dàng trong việc là chúng ta hình dung là cái cách mà chúng ta sẽ thực hiện định tuyến trên cái hệ điều hành router OS version 7, bằng cách là chúng ta sẽ khởi tạo bảng định tuyến trong cái menu là routing table. Sau đó là chúng ta hiện thôi những tuyến đường đó để trò tới bảng định tuyến trong cái menu đó, và cuối cùng chúng ta sẽ thực hiện quy tắc định tuyến. Có hai trường hợp để chúng ta thực hiện định tuyến hiện tại bây giờ là chúng ta sử dụng, một là chúng ta sử dụng dựa trên quy tắc định tuyến, hai là chúng ta sử dụng dựa trên chính sách định tuyến. Hai cái này tùy thuộc vào từng đặc trưng, tùy thuộc vào từng yêu cầu thực tế mà chúng ta sẽ triển khai. Đối với trường hợp mà chúng ta triển khai dựa trên cái quy tắc định tuyến, triển khai khá đơn giản, trong đó cái tùy biến không cao. Ngược lại là nếu mà chúng ta triển khai cái chính sách định tuyến thì cho phép chúng ta sẽ thực hiện việc cải biến, cải tổ, thực hiện dựa trên rất nhiều các yêu cầu khắt khe nhất trong thực tế mà chúng ta đã triển khai để chúng ta áp dụng trên thực tế. Rồi, như vậy hiện tại bây giờ là mình đã hướng dẫn xong cho bạn việc chúng ta đi, chúng ta thực hiện cái việc là chúng ta sẽ định tuyến trên hệ hoàn router OS version 7. Đó là bạn like, subscribe và mình cùng chia sẻ cái này tới nhiều bạn các bạn, và hẹn lại bạn riêng clip sau.